Anh Kiệt ơi, tôi muốn mua cái thẻ giống như anh đeo mà không biết mua ở đâu. Trương Hoàng Yến hỏi. Em mua trên online á, thiếu gì em vô Google em search chữ Thiên Tâm á, ở Việt Nam người ta bán đầy đường luôn á. Mấy người bán cái này có phước, vừa có phước vừa có tiền nữa. Người ta làm đẹp lắm. Tại vì ở Việt Nam á, người ta có cái đầu óc sáng tạo và cộng với năng khiếu, người ta làm mấy cái dấu thiên tâm này nè, rất là đẹp. Anh chỉ là người truyền tin thôi, anh không phải là người truyền đạo, cho nên nhiều người không hiểu. Thí dụ như anh là người truyền đạo, anh có thể tổ chức mỗi tháng một lần tụ tập lại ở một cái khách sạn nào, một cái nhà nào, 1-2 nghìn người ngồi nói chuyện, hoặc là anh tổ chức những cái buổi ăn uống ở trên Thiên Long Sơn rồi anh truyền đạo. Anh không có, anh chỉ lên mạng anh nói khơi khơi kiểu này, ai thương anh lên núi anh gặp anh chào hỏi vậy thôi à. Chứ nếu mà anh mà cố tình mà truyền đạo á, là nó phải có ban bệ một cách tổ chức, rồi phải có 2-3 người soạn chương trình nói gì, rồi ánh sáng, rồi màn hình, rồi quần áo. Anh là đơn sơ lắm, anh không có phải là dân giỏi về cái điện ảnh cho nên khác nhau. Nếu người nào anh chỉ gieo duyên với những người có duyên, biết về cha mẹ, biết về thiên tâm thì được về trời thôi. Tại cái lúc này nó quá cận kề rồi. Thí dụ ngày mai Tập Cận Bình ảnh không còn đường chọn lựa, ảnh ra lệnh cho một người bấm cái nút vô Đài Loan thôi, thì cả nước mình cũng không có hoạt động được, tại vì vận chuyển hàng hóa cũng sẽ bị khựng lại, thì từ đó nạn đói cũng có thể bắt đầu. Những nước mà quá nghèo như mình á, dễ chết đói lắm, khi có nạn nó lẹ lắm. Còn những nước như Âu Châu, người ta giàu sao người ta cũng có lương thực, những cái chợ búa, những cái Uber, những có tiền nữa. Còn Việt Nam mình mà rục rịch cái là cơ xưởng đã không mở cửa rồi, tiền đâu mà mua, mà có mua cũng không có chợ bán nữa, không có chợ cũng vô giành giật nữa. Thì mình đã từng trải nghiệm qua cái mùa Covid thời của hồi năm ngoái rồi đó. Hôm nay mình thấy Ukraine bây giờ bệnh binh lính cũng chết đói nữa, bỏ súng hết mấy Liên Xô đói quá đâu bắn nổi, đem cái xe tăng đi cầm 10.000 đô á. Hồ Điệp miền Tây, chú ơi sao yên yên Nhật tuột giá quá, thực tập sinh lại khổ, tương lai còn sử dụng tiền giấy không chú? Tức là tiền yên của Nhật á bị tuột giá hả? Nguyên cái thế giới của mình á, nó cũng như là một cơ thể của một con người. Tại trái đất này là do mẹ tạo ra nha, do hai vị này tạo ra cái quả hành tinh của mình, thì tất cả những nước trên thế giới là anh em, là một bộ phận của cha của mẹ. Một thằng Ukraine, một thằng Nga Xô, nó cũng là một cơ thể trong một con người. Trung Cộng cũng là một bộ phận trong cơ thể, Việt Nam cũng là một phận phận cơ thể, cả bên Phi Châu cũng vậy. Hễ mà có một sự việc mà của thời đại này mà trục trặc thì cả cơ thể con người nó đều bị khập khiễng. Cũng giống như cái chân mình bị đau, bị đứt một ngón chân thì mình cũng phải nằm trên giường mấy tuần. Thì tất cả các quốc gia trên thế giới này hôm nay nó đều có cái sự liên hệ và ăn khớp với nhau hết. Một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ là vậy đó. Còn nước Việt mình hôm nay ở xa xôi như vậy, được các chư vị Phật Thánh Tiên che chở là mình đã có nhiều phước rồi. Cộng lại mình sống quá nghèo quá khổ, từ xưa giờ không có để dư trong cái ở nhà mình, hay đào trong cái giường á để chôn vàng á, mình cũng chả có được lượng nào nữa. Mình sống ngày nào qua ngày đó, mình quen rồi. Ở Mỹ này á mình